Ở đây thì mình sẽ dạy cho các bạn một ván cờ, đó là phòng thủ Ấn Độ cổ. Phòng thủ Ấn Độ cổ cũng khá là phổ biến, và người Ấn Độ cổ thì thi đấu cũng khá là nhiều người thi đấu phòng thủ Ấn Độ cổ, nhưng hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn. Các bạn đã biết rồi thì ôn lại, các bạn nào mà chưa biết thì sẽ học. Đầu tiên là D4, thứ hai là mã F6, C4, mã C6, mã F3, D6, mã C3, tượng G4, D5, mã E5, mã D2, nhức đi sai lầm của bên trắng. Đứng ra lên mã E5, đứng ra lên mã E5, sau đó mã D3 chiếu, trắng xin thua. Ơi, trắng xin thua rồi. Có thể là thua. Sau đó mình sẽ dạy cho các bạn một phòng thủ mới, phòng thủ Caro Kann nữa. E4, C6, mã C3, D5, F3, D ăn E4, E4, mã F6. Hậu E2, mã BD7, sai lầm của bên đen. Tất nhiên đen cần chơi mã E4, mã D6 chiếu hết. Ta thấy rất là khá táo bạo đúng không? Trong xem một trận đấu nữa cho các bạn. Đấu nữa nha. Đây là một trận đấu nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học mới, phòng thủ Scandinavia. Thắng đi E4, đen đi D5, thắng đi E ăn D5, em đi hậu ăn D5. Để chẳng đi mã C3, hậu D8, tượng C4, tượng ạ, mã F6, mã F3, tượng G4, mã E5, tượng H5, đi sai lầm. Nếu tượng ăn D1 thì sẽ bị tượng ăn F7 chiếu hết. Lẽ ra nên chấp nhận nước lui tượng dù bắt đất
dĩ bằng tượng E6. Hậu ăn H5, bên xin thua. Nếu mà bên đây ăn mã H5 thì trắng sẽ chơi tượng ăn lấy bởi chỗ hết. Đúng rồi, chỗ hết bởi chỗ hết. Đổi lại, nếu đen chơi E6 thì vẫn bị hậu ăn chỗ hết luôn. Là thấy rất táo bạo đúng không các bạn? Chưa sao xong rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục học một bài học cuối cùng của chủ đề này. Học của Sicilia. Đây chẳng đi E4. Em đi C5. Ở đây phần thủ Sicilia có rất nhiều một cách để chơi phần thủ Sicilia, kiểu là đai đốc hay là gì đấy. Mã F3. Đây chắc là chơi đai đốc rồi. Mã C6. Đây không phải chơi đai đốc. D4. Cn D4. Mã D4. G6. Đây thì không chơi như ở đâu. Đây thì không chơi ở đâu. Đây là không chơi đai đốc rồi. Chơi cái khác. C4. Mã F6. Mã C3. Mã ăn D4. Hậu ăn D4. D6. Thượng G5. Tượng G7. Tượng E2. Nhập thành. Dạ. Nó xong rồi ạ. Một chút thôi. Xe D8. Từ từ. Hậu D2. Hậu A5. Nhập thành. Xe đưa 8. Tượng H6. Sắp xong rồi ạ. Tượng H8. Đây thì bên đen chơi nước sai lầm. Chưa một cách máy móc và quên đánh giá lại tình hình cụ thể. Mã D5 đến xin thua ngay lập tức khi hậu ăn D2. Thì sẽ mã này bởi chiếu hết. Và nếu xe E8. Vâng ạ. Thì sẽ hậu ăn A5. Cũng nhấn mạnh thêm rằng nếu trắng nhảy mã ở nước trước, mã D5 lại là sai lầm lớn, bởi sau khi hậu ăn D2, tượng ăn D2 trắng mất tốt, càng không thể mã D7 vì trắng mất nhiều hơn sau khi vua F8. Đây thì bài học đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.